Mình điểm qua cái thị trường bất động sản thời điểm hiện tại ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn với một cái chủ đề là chủ đầu tư rơi rụng, nhà đất ế ẩm. Thời điểm này các bạn đã xuống tiền mua nhà mua đất được chưa? Thì trước khi đi vào chi tiết, mời các bạn đăng ký ủng hộ kênh, cảm ơn các bạn. Như trên màn hình các bạn đó nhìn thấy là toàn bộ những cái căn nhà là gồng hết nỗi lãi suất, rồi giờ đang xây rồi dở dang rồi bán, nó toàn bộ là cái nhà đầu tư đó là không còn chịu nổi nữa. Đó, có những cái lô đất như trước mặt các bạn đây là hoàn toàn để trống bao nhiêu năm nay rồi. Và thực ra nhu cầu của người dân còn rất nhiều, nhưng tại sao thị trường nhà đất vẫn ế ẩm và không có sôi động như những năm trước đây? Thì trước mặt các bạn thấy không, nhìn những cái lô đất quy hoạch rất là bài bản, đường xá thì đẹp đẽ rộng rãi, vỉa hè đầy đủ, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, điện nước. Thực ra trong trong dân đó nó có những cái lô đất này bán rất rẻ, giá ngộp, nó vị trí cũng đẹp, vừa là thổ cư vừa đường nhựa thông, mà chỉ có từ 50 tới 51 triệu một mét vuông, thậm chí còn những nơi rẻ hơn nữa. Đó, thành thử là các nhà đầu tư lỡ ôm rồi, lỡ vay tiền ngân hàng rồi. Đó, thành thử các bạn các nhà đầu tư đó tại thời điểm này thì người ta chịu không nổi. Nó vừa một phần thì gồng gánh lãi suất, vừa thị trường nó trầm lắng, cho nên là người ta giao dịch không được. Và có những người đã vay ngân hàng, hầu như toàn bộ các nhà đầu tư đều phải vay ngân hàng mua đất, mua nhà, đầu tư để lướt sóng. Nhưng cũng xui rủi là trong 2-3 năm trở lại đây thì mọi việc không như ý của họ. Có những cái lô đất các bạn không, mặt tiền đường luôn nha, mặt tiền đường luôn, giá rẻ bèo, lũng đáy, có 79 triệu một mét vuông thôi, đó mặt tiền đường đó. Thì các bạn thấy rồi, cái nhà đất, cái quỹ đất đó, trong dân, trong các nhà đầu tư cũng rất là nhiều. Người ta trước đây người ta ôm, đó người ta muốn lướt sóng, người ta muốn qua để mà cái thị trường nó sôi động trở lại để người ta bán và người ta kiếm lời. Nhưng thực ra trong giai đoạn này thì rất khó khăn. Chút xíu mình sẽ chia sẻ tại sao và cái lãi suất ngân hàng hiện tại thời điểm này nó như thế nào. Đó, và thời điểm này các bạn đã xuống tiền được được chưa? Thực ra trong giai đoạn này các bạn có rất nhiều cái sự lựa chọn, từ đất nền, từ nhà cửa, từ nhà mặt tiền, từ nhà cũ. Đó, người ta rao bán rất đông. Thậm chí có những nhà đầu tư nghe, bán luôn non luôn, nghĩa là người ta xây dựng dưới chừng chịu không nổi lãi suất nữa, người ta kêu vô bán luôn cái phần thô, làm tới đâu bán tới đó. Và ai trả như thế nào thương lượng thì có thể người ta bán liền với những cái vị trí căn nhà rất đẹp. Đó, như trước mặt các bạn đây, cái lô cái khu này là khu quy hoạch đầy đủ, từ trường học, đường xá, khu vực gần cái khu công nghiệp. Đó, nhưng mà đất đai còn bao la luôn các bạn, đất đai còn bao la. Ở trong khu vực này cũng có nhiều nhà đầu tư gửi cho mình bán. Gửi cho mình bán, nhưng mà nói chung là rất là khó, rất là khó. Tại thời điểm này nếu các bạn bán thấp hơn giá thị trường nhiều thì vẫn có người mua, vẫn có người đầu tư. Đó, các bạn đang có những cái căn nhà ngộp nặng luôn, với đất gần khu công nghiệp luôn. Thu nhập gần cả 50 triệu một tháng cái tiền phòng trọ. Nhưng mà bán cũng với giá là 5-60 triệu một mét cả nhà cả đất. Thậm chí còn 45 triệu một mét cả nhà cả đất. Nó thành thử là các bạn thấy rồi, cái thị trường nó trầm lắng trong cái 2-3 năm đổ lại đây, thị trường rất trầm lắng. Như mình đã nói đó, hiện tại trong trong dân đó cũng có rất cái nhiều tiền tích lũy. Đó, các bạn nhìn thấy không, giao dịch đất nền phía Nam giảm hơn 90%, đó là quy một đó ha. Đó, báo chí cũng đã nêu, nghĩa là nó rất là trầm lắng luôn. Đó, mà cái dân mình, cái nhà đầu tư của mình này, nếu mà càng trầm lắng thì người ta lại không là mua đất, nhưng khi sôi động lên là người ta đổ xô đi, người ta giao dịch, người ta mua, người ta bán. Đó, làm cái thị trường nó rầm rộ lên. Đó, thì như mình đã nói rồi đó,
nếu cái ngành bất động sản mà nó chững lại thì các cái ngành phụ trợ nó đi theo nó cũng bị ảnh hưởng, như là cái ngành sản xuất gạch, gạch men chẳng hạn, nào ceramic này, gạch xây này, xi măng này, sắt thép này, đó các thứ. Báo chí liên tục nêu lãi suất ngân hàng thì giảm, có chiều hướng giảm, doanh nghiệp kêu khó bán vì lãi suất neo cao, nghĩa là giảm rất là ít nhưng mà cái lãi suất nó vẫn neo, vẫn ở cái vị trí rất là cao. Thành thử các nhà đầu tư người ta không dám vay, không dám mượn, không dám mua. Nó ví dụ ngày xưa lô đất bán 3 tỷ chẳng hạn, người ta vay chừng 1 tỷ, người ta có 2 tỷ người ta bỏ người ta mua. Đó, nhưng bây giờ cái việc vay mượn cũng khó khăn và lãi suất cũng khá cao. Đó, cái lãi suất tiết kiệm các bạn này có những cái ngân hàng tới 8.8 một năm. Như vậy cộng với biên độ của ngân hàng lên khoảng 3 4 chấm nữa là thành tới 12 13 chấm một năm. Đó, các bạn nhìn thấy không? Có cái ngân hàng nào thấp nhất cũng là 7.9. Nó còn nữa các bạn, đi xuống nữa thì còn giảm nhưng mà không có bao nhiêu. Đó, rồi người ta cộng cái biên độ của ngân hàng vô, ví dụ như cộng thêm 3 chấm chẳng hạn thì 8 3 là 11 12, một năm 12 chấm, nghĩa là một tháng các bạn phải trả lại một chấm hơn. Đó, thành thử là các cái nhà đầu tư cũng rất là nhát tay. À, ví dụ như là mua xong rồi bán liền thì các bạn còn có cái cơ hội, nhưng mà ví dụ lỡ cái thị trường trầm lắng nó kéo dài thì tiền nổi cái tiền lãi suất ngân hàng không là các bạn chịu không nổi. Đó, thì tại thời điểm này các bạn có rất nhiều sự lựa chọn về nhà đất, về đất nền. Đó, nếu các bạn có tiền nhàn rỗi nên xuống tại thời điểm này là tốt nhất. Tại vì chính phủ cũng có nhiều cái quyết sách để vực dậy cái thị trường bất động sản và phục hồi nền sản xuất. Nó đi theo, ví dụ như về dây điện này, về ống nước này, về gạch, cát, đá, xi măng, sắt thép. Nghĩa là các cái sản xuất phụ trợ để nó phục vụ cho ngành bất động sản nhà đất thì rất là nhiều. Đó, từ khâu phân phối luôn, giao thông vận tải luôn. Đó, thành thử là các bạn nếu có tiền nhàn rỗi tại thời điểm này các bạn nên chọn lựa và chọn cho mình một căn nhà và cái miếng đất tốt nhất. Mình nghĩ là như vậy. Tại vì bây giờ cũng bắt bước qua đầu quý 2 rồi thì có thể thị trường bất động sản nó sẽ hồi phục và chính phủ cũng đang muốn kéo cái giảm cái lãi suất xuống, các ngân hàng bây giờ cũng cố gắng để hạ cái lãi suất xuống và để cho vay. Đó, thủ tục nó nhanh gọn hơn. Đó, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn những cái suy nghĩ chủ quan theo cái thị trường hiện tại. Các bạn có nhà ý kiến nào mới thì cũng chia sẻ để mọi người cùng tham khảo và cùng phân tích xem các bạn đã đầu tư được nữa hay chưa. Và mình nghĩ là một trong những cái nguyên nhân mà để mà cái thị trường bất động sản hồi phục trong quý 2 là có cơ sở. Thì một lần nữa cảm ơn các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn những cái suy nghĩ như vậy. Nếu các bạn có mong muốn mình nghiên cứu thêm, chia sẻ thêm những vấn đề nào khác thì các bạn cứ cho ý kiến và mình sẽ tham khảo và tìm thêm những cái tài liệu để cung cấp cho các bạn. Và mình cũng suy nghĩ là hàng tuần mình có ra một cái bản tin để cung cấp những cái cập nhật mới nhất cho các bạn trên thị trường bất động sản để các bạn nắm và các bạn có thể đầu tư thêm trong cái thời buổi hiện tại. Đó, các bạn thấy khu vực này rất là tuyệt vời nhưng mà đất để trống rất là nhiều. Ở đây mình cũng có một vài cái khu miếng đất người ta gửi bán các bạn ha. Đó, nghĩa là hạ tầng hoàn chỉnh luôn, trường học, bệnh viện, chợ, phòng trọ, các cái hàng ăn rất đầy đủ luôn. Đó, thì một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn luôn thành công, may mắn, sức khỏe tốt nhất để mà tiếp tục trên cái con đường sự nghiệp của mình. Thân ái chào các bạn.